Ok, what's up? Xin chào các anh em. Chào mừng các anh em đã quay lại với channel của mình. Hôm nay là ngày 20 tháng 11, tức là ngày nhà giáo Việt Nam. Đồng thời thì chắc anh em cũng đều được nghỉ học hết ở nhà chơi sướng. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em một con bàn phím cơ mà mình thấy là có cảm giác bấm phê nhất từ trước đến giờ. Mà cái con này có độ bấm rất là nảy và cũng như rất là kêu. Nó là một con đến từ thằng Team Wolf Boston. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng mở hộp cho các bạn xem nhé. À, về cái vỏ hộp bên ngoài của con Wolf Storm này thì phải nói là cũng có một cái thiết kế rất là to. Giống như các cái con Team Wolf khác thì nó sẽ có cái vỏ hộp khá là hầm hố. Nó rất là to, to đến nỗi mình để trên bàn thì nó cũng chiếm gần hết cái bàn luôn. Ở đây chúng ta sẽ có cái tên của thằng bàn phím là Wolf Storm, Wolf Storm Plus. Ở đây có ký hiệu GY, tức là mình có thể thay đổi switch nóng được. Đó, và nó có chữ WCA ở đây, có nghĩa là theo cái chuẩn thi đấu của World Cyber Arena. Đó, một cái chuẩn thi đấu game online ở bên ngoài. Okay, mình sẽ cùng khui hộp cho các bạn coi nhé. Ở trong này ta sẽ có một cái tấm đệm để che bụi, cũng giống như cái con Team Wolf Suzuku vậy. Ở trong này thì chúng ta sẽ có thêm cái bàn phím thôi, không có cái tấm xốp nhé, tại vì nó có tấm chắn bụi thôi. Ở đây chúng ta sẽ có thêm phụ kiện, đó là các cái nút bấm để thay thế, một cái nhổ key cap cũng như là nhổ switch luôn, và một cái sách hướng dẫn rất là dày. Cái này các bạn có thể đọc tại vì nó có ghi ở tiếng Anh nữa, nếu mà các bạn muốn biết cách điều khiển LED. Thế thôi, ngoài ra thì trong hộp không còn gì cả, để sang một bên. Ok, đây là chiếc bàn phím của chúng ta. Đây có, chúng ta sẽ có một cái hộp để đựng các cái nút switch này là của dành riêng cho thằng Team Wolf này. Thường là nó sẽ tặng kèm theo để các bạn thay, hoặc là các bạn bấm thử cũng được. Có cảm giác rất là sướng. Con này thì nó đang sử dụng switch của thằng Otemu. Một cái switch cũng khá là nổi tiếng. Cái nhổ keycap thì cũng rất là tốt, có logo Team Wolf. Ở đây chúng ta sẽ có một đầu là đầu này dùng để nhổ switch và đầu này để dùng để nhổ keycap nha các bạn. Nhân vật chính đây là con bàn phím Team Wolf. Con này là cái con Wolf Storm. Với cái thiết kế của nó là thiết kế theo kiểu hơi hầm hố một chút, với cái cạnh nó sẽ được làm cắt điệu như thế này. Chứ nó không có kiểu dạng đơn giản như những cái con kia. Và cái đường này, cái miếng này nó sẽ được làm bằng cái thép không rỉ, rất là dày. Khi bạn cầm lên thì có cảm giác rất là nặng và đầm tay. Bạn có thể thấy cái độ dày của cái miếng thép này ở đây. Con này thì rất tiếc, nó chỉ có bàn phím bản màu trắng thôi nha các bạn. Ở đây sẽ có logo Team Wolf được khắc ở trên này. Ở đây chỉ có cái dán chữ CEY. Và cái con này có một cái đặc biệt nữa là cái phông chữ của nó rất là khác. Các bạn thấy là cái phông chữ của nó sẽ có một đoạn hình vuông cong lên như thế này nữa. Cong lên ở trên ngoài cái phím của nó sẽ có một cái chữ ký tự này, nó sẽ có một cái đoạn cong lên để cho LED tỏa ra có thể đẹp hơn. Và con này chỉ dùng blue switch nha các bạn, dùng blue switch thôi. Con này sử dụng dây cáp khá là dày. Mình nhìn thấy cái dây cáp của con này thuộc dạng một trong những cái dây cáp mà mình dày nhất từ trước đến giờ mình từng mở hộp. Nó có đầu USB mạ vàng này. Dây cáp rất là dày và có cả đầu chống nhiễu luôn. Nó sẽ tặng kèm cho mình thêm cái cuộn dây để chống rối nữa. Đặc biệt là cái chỗ mà để tiếp giáp giữa bàn phím và cái dây cáp thì nó sẽ được làm một cái cục chống đứt rất là dày luôn. Ok, mặt sau thì ta sẽ có cái ký hiệu về với cái xe ở đây, tính là cái chứng nhận chuẩn thi đấu, và có các cái thông tin của phím cũng như bàn phím này. Có lẫy để nâng ra độ phím, rồi các cái đệm cao su chống trượt, và nó sẽ có 3-4 cái lỗ ở đây là để cho các bạn thoát nước nếu mà phòng cái trường hợp mà các bạn bị chẳng may mà đổ nước vào, thì nó còn có cái để thoát nước nhanh hơn, nó sẽ làm ít tổn hại đến phím nhất. Con này sẽ là nút blue switch và của hãng Otemu. Cái keycap của nó thì sẽ là keycap double shot tất nhiên rồi. Thì những cái keycap như này sẽ đảm bảo cho các bạn bấm thoải mái mà không bao giờ bị mòn phím luôn, không bao giờ bị bay các cái ký tự nhé. Ngoài ra thì chiếc bàn phím này còn có hỗ trợ thay nóng switch được nữa. Thì các bạn có thể thấy là cái thay nóng switch thì rất là đơn giản thôi. Nếu mà các bạn muốn thay switch của con này
sang switch quát, hoặc là muốn đổi sang nếu mà switch bị hư thì các bạn chỉ cần dùng cái nhẫn switch kẹp vào và gỡ lên như này, rất là đơn giản. Sau đó mình lấy một cái switch mới, mình gắn vào đúng vị trí như cũ. Đó, được, rất là dễ dàng. Ok, đây chính là cái phần đèn LED của con này. Các bạn có thấy là cái đèn LED của con này rất là sáng. Mình có thể điều khiển cái các cái chế độ LED của con này đổi màu. Ví dụ như là mình đang ở chế độ waving như thế này, mình ấn FN cộng nút lên hoặc nút xuống để đổi các cái màu trong cùng một chế độ. Rất là đơn giản. Thì nó sẽ có tất cả 7 màu và mình có thể thay đổi tùy chỉnh khác nhau. Và nếu muốn đổi chế độ thì các bạn ấn FN và nút F9 để mình thay đổi chế độ. Đây là chế độ mình sẽ sáng lần lượt tất cả các màu, hoặc là mình có thể chỉnh sang chế độ Brightening. Nó sẽ sáng dần lên. Đây là chế độ bấm phím nào sáng phím đó. Cái này thì các bạn yên tâm, có thể mình đổi được các cái màu tùy thích nhé. Chế độ Brightening. Đây là chúng là một chế độ tỏa ra, nhưng mà tỏa từ giữa ra. Mình có thể đổi chiều được bằng phím FN hoặc là phím qua phím lại để đổi chiều. Đây là chế độ sáng hết toàn bộ bàn phím này. Bấm sẽ tỏa ra. Đây là chế độ lượn sóng theo kiểu hình con rắn. Các bạn có thể tăng tốc độ bằng FN cộng để tăng tốc độ chạy LED. Chế độ chạy theo hàng hàng. Đây là chế độ tắt hết tất cả LED. Và chúng ta sẽ quay lại cái chế độ đó là chế độ sáng toàn bộ bàn phím và waving. Đây mình có thể thay đổi chiều LED như thế này. Và cũng có thể đổi màu luôn. Nếu mà muốn tăng độ sáng hoặc giảm độ sáng thì mình ấn FN cộng P up đến khi nào mà đèn LED nó ba cái đèn LED này nhấp nháy thì nó sẽ là maximum. Mình xuống hết cỡ thì nó sẽ không sáng nữa, tắt LED luôn. Đó, tương tự như vậy. Thì cái ba cái nút này nó sẽ sáng độc lập nha các bạn, chứ nó không có phụ thuộc vào cái hệ thống LED của các cái con bàn phím còn lại. Ví dụ mình cũng có thể đổi nút của ba cái nút này, hoặc là để chế độ tự động đổi màu luôn. Mình ấn FN và ấn nhấp vào đây để mình đổi nút đổi màu. Đó, mình có thể đổi màu được. Và nó sẽ có một cái chế độ đó là tự động đổi màu tất cả các màu luôn. Đó, nó sẽ có một cái chế độ tự động đổi tất cả các màu, tương tự như lúc này cũng vậy. Ok, đó là về cái hệ thống đèn LED của con này. Do nó sử dụng một số các cái form ký tự rất là đặc biệt, cho nên các bạn thấy là cái độ sáng LED của nó tỏa ra nhiều hơn bình thường so với những cái con bàn phím mà sử dụng cái form chuẩn bình thường á, thì con này nó sẽ có các cái đường vòng lên như này cũng có thể tỏa LED ra được luôn. Nhìn rất là đặc biệt và rất là sáng. Bây giờ mình sẽ qua cái phần test các cái chế độ gõ của con này. Ok, bởi vì con này đang sử dụng là Blue Switch cho nên là tiếng gõ của nó sẽ có kèm theo click key. Và đặc biệt là con này sử dụng Otemu thì cho cảm giác gõ rất là nảy và cũng như rất là đầm tay. Cái tiếng kêu cũng rất là to nữa. Mình thử gõ cho các bạn xem một đoạn văn bản nhé. Đó, các bạn thấy có thể tiếng của nó là nghe rất là đanh tai, sướng tai luôn á. Còn nếu như mà các bạn để ý các cái phím như là phím cắt này hay là phím shift enter thì nó đều có cảm giác bấm rất là đầm và không có hề nghe tiếng thì lò xo mà chỉ có tiếng click key thôi, chứng tỏ là cái độ hoàn thiện của con bàn phím này rất là tốt. Với cái tầm giá khoảng tầm 1 triệu, khoảng 950.000 thôi, chưa đến 1 triệu đâu, thì các bạn có thể sở hữu được một con bàn phím này có độ hoàn thiện cực kỳ tốt. Thiết kế hầm hố và cái đèn LED rất là ngon. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share giúp mình. Nếu mà có ý kiến về bàn phím này thì hãy comment nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.